Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm dài và trắng móng tay cực hiệu quả ngay tại nhà. Đôi bàn tay với những móng tay thon dài, trắng hồng luôn là điều mà các bạn gái quan tâm. Chắc hẳn các bạn cũng đã đọc rất nhiều bí quyết chăm sóc móng trên các sách báo và nhận được sự tư vấn từ nhiều người. Tuy nhiên, hãy thử ngay cách mà Đẹp Online chia sẻ dưới đây, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn bạn nghĩ đấy. Vậy đó là cách gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé. Nguyên liệu chỉ là một nhánh nha đam tươi. Với một nhánh nha đam dài tầm gang tay, đủ cho 2, thậm chí là 3 lần dưỡng móng đấy. Chất dịch trong nha đam có tác dụng tái tạo, nuôi dưỡng móng tay và có thể cứu được những móng tay ngả vàng vì thiếu độ ẩm. Ngoài tác dụng chăm sóc móng, nha đam đối với việc làm đẹp của chị em chúng ta vô cùng lợi hại. Vì thế, mỗi chị em trong chúng ta phải luôn chuẩn bị cho mình vài nhánh nha đam bên cạnh. Nó là một loại cây rất dễ trồng cũng như rất dễ chăm sóc ở trong nhà. Với một nhánh nha đam đã chuẩn bị này thì các bạn thực hiện phương pháp này như sau. Bạn chuẩn bị một tô nước sạch, cho vào một thìa muối trắng rồi khuấy đều cho muối tan hết ra. Như vậy thì chúng ta đã vừa tạo ra được một bát nước muối pha loãng rồi đấy. Giờ thì cho nha đam vào rửa và ngâm trong nước muối khoảng 5 phút thì vớt ra và để ráo nước. Tiếp theo với nha đam, bạn để nguyên vỏ xanh bên ngoài, chỉ loại bỏ phần gai hai bên hông đi. Khi đã sơ chế xong nha đam, bạn chuẩn bị một cái bát sạch. Các bạn cắt nha đam thành các lát mỏng cho vào bát và chuẩn bị mang đi hấp cách thủy. Bạn dùng một chiếc nồi sạch có chứa khoảng 300ml nước lọc. Đặt bát nha đam vào và dùng một chiếc đĩa đậy kín bát nha đam để tránh cho nước tràn vào bát khi nồi hỗn hợp sôi. Bạn hấp nha đam trong khoảng 15 phút là được. Và đây là bát nha đam sau khi mình đã hấp xong. Các bạn có thể thấy nha đam đã chín nhừ rồi đấy. Giờ thì lấy thìa dằm nhuyễn nha đam ra để toàn bộ phần keo bên trong nha đam tiết ra hết. Sau đó thì dùng một chiếc tăm bông thấm phần keo nha đam chấm lên phần móng tay. Bạn vừa chấm vừa massage nhẹ nhàng giúp kích thích các tế bào móng mọc dài và nhanh hơn. Khi thực hiện thì bạn nên chú ý cả đến phần kẽ móng và đầu móng tay nhằm mục đích hạn chế chảy xước móng. Hỗn hợp này không dùng hết thì các bạn có thể bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để dùng tiếp cho các lần sau. Và thời gian dự trữ hỗn hợp là khoảng 5 ngày sử dụng nhé. Với phương pháp này, bạn chỉ cần thực hiện mỗi ngày một lần để có hiệu quả tốt nhất. Bạn lưu hỗn hợp đến khi thấy nó khô lại thì rửa sạch móng với nước là kết thúc quá trình dưỡng móng hoàn hảo nhất rồi đấy. Và chỉ sau vài ngày áp dụng, móng tay của bạn sẽ đẹp hơn, không còn màu ố vàng xuất hiện. Các đầu ngón tay sẽ sáng bóng hơn trước rất nhiều. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chăm sóc móng. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.